Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 thì Xuân Đỉnh lại về được một số những cái sản phẩm để cho quý vị phối ghép cũng như là lắp ghép thêm trong những cái bộ âm thanh nhà mình để cho được hoàn thiện hơn. Trong clip này thì Xuân Đỉnh sẽ giới thiệu cho quý vị một chiếc đài mang nhãn hiệu là Panasonic đến từ Nhật Bản. Nhìn nó thì chẳng khác gì một chiếc đĩa bay hay gọi là cỗ máy của người ngoài hành tinh, nhìn nó khá là khủng, đồ sộ. Một chiếc súp của K&H đến từ Mỹ, một cặp loa bass và một cặp tép còi. Sau đây thì Sơn Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho quý vị từng sản phẩm. Đầu tiên thì sẽ quay về chiếc đài. Chiếc đài này thì nó có hình thù khá là dị dạng. Loa của nó thì rất là nhiều, ông có một loa súp bát, một loa trung, một loa tép, mỗi bên là ba loa nhé. Nó có thể thay thế cho anh em một cái bộ dàn mini, mà đặc biệt là chất âm thì tốt hơn rất là nhiều. Hiện tại thì Xuân Đỉnh đang sử dụng là đài, hàng này là hàng đài cao nên FM của nó là full tần số 108. Thì các cái tính năng sử dụng thì Xuân Đỉnh sẽ giới thiệu cho anh em luôn. Đầu tiên là phím bật tắt nguồn. Đấy. Volume to nhỏ thì đây là bằng phím rồi. Đấy. Đây là các cái chức năng của nó thì có cổng táp này. Đấy. Đấy. Những cái cổng táp này thực ra thì nó cũng theo năm tháng thì các cái dây cu loa của nó cũng có bị trùng. Nên là các bác nào muốn nó chạy tốt hơn thì phải đi thay dây cu loa. Còn đây thì Xuân Đình bán cho anh em thì nó theo tiêu chí nó là một chiếc đài nghe được CD, chơi được qua AUX điện thoại. Hay là anh em có thể sử dụng nghe đầu đĩa cũng được. Thì vừa rồi là đây là giới thiệu băng này. Đấy, volume to nhỏ này. Cái đường này đường CD, anh em ấn CD này thì CD nó sẽ ra. Đã test CD thì mắt chạy khá là tốt. Đây là phím chạy CD. Còn nếu như anh em muốn sử dụng CD thì ở bên trên này nó có cái chỗ play hoặc tạm dừng. Đây là đường của CD. Còn đây, cái compact top này thì nó là cái phím mà đóng cửa, đóng mở cửa cái nắp ở phía bên trên. Đấy. Hình của nó là hình bom bê, nó giống như ở con tàu vũ trụ đấy, mở lên này. Đấy. Thì hiện tại thì Sơn Đình đang sử dụng đài AM/FM thì anh em thấy những cái chữ là tuner đây, đấy, ấn này AM này, volume này. Thu thập thông tin người nộp thuế, quản lý thuế và với nếu hợp như đồng muốn kinh doanh sử dựa dụng trên nền tảng sang số, sửa CD đổi quyết định về tính thì anh thuế, em chỉ cần hồ sơ, bấm cái trình tự, thủ tục hoàn thuế và các phần mẫu biểu kèm play theo. này. Tuy nhiên, thì nó sẽ tự động nó chuyển sang phần CD. Đã báo bài. Mắt mũi của nó thì khá là tốt. Ở đây là dùng cái lách bài này. Nó hiển thị phần đèn led điện tử nhìn nó rất là đẹp. Sau này thì nó có rất là nhiều các cái tính năng sử dụng cũng như có chỉnh cả EQ trên chiếc đài này. Chiếc đài này thì nó rất là to, bề ngang của nó là hơn 60, bề ngang của nó tầm gần 70, nó sâu đến khoảng tầm 30 mà nó rất là nặng, tiếng rất là hay. Chiếc đài này thì nó sử dụng điện là 100V, anh em sẽ chơi rất tốt phòng từ 20 đến 25 mét vuông. Nhìn nó khá là hầm hố đồ sộ. Mức giá của nó thì khá là mềm, chỉ có 1 triệu 200 nghìn đồng. Là một chiếc đài chạy hoàn hảo CD FM full tần số 108. Đấy là các cái tính năng để anh em mà sử dụng những dòng này. Và nó có rất là nhiều các cái chức năng ở phía bên trên màn hiển thị điều khiển đây. Thì cái này thì anh em tự tìm hiểu mày mò thêm. Còn đây thì Sơn Đình bán cho anh em và cũng đã test là nó sẽ kêu hoạt động bình thường. Mức giá này thì khá là mềm, chỉ có 1 triệu 2 thôi. Tiếp theo nữa thì hôm nay duy nhất về được một cục súp KLH đến từ nước Mỹ. Bát của nó là bát 20, gân của nó là gân mút, màng của nó là màng giấy đặc trưng giống như dòng JBL. Đấy, củ rất là to, hai lỗ thông hơi phía đằng trước. Căng cước còn đầy đủ và còn rất là đẹp. Chiếc súp này thì nó sử dụng điện 120V, anh em có thể cắm qua điện 110 hoặc điện 100. Nó có đường kính chiều cao là 38, chiều ngang gần 40, nói chung là nó vuông. Nhìn như vậy nó dễ hiểu hơn.
Và đằng sau của nó thì nó hai lỗ thông ở phía trước này. Thùng rất đẹp, hậu của nó cũng sâu gần 40 luôn. Đây Sơn Đình sẽ quay ở phía đằng sau để anh em biết về cái model. Tên của nó là SUV KLH, model của nó là SV8. Đấy. Margin USA. Dòng này thì nó cái phần chữ của nó rất là buồn cười. Đặc biệt là dòng này thì nó có một cái hay, đó là sử dụng nguồn, nó là nguồn xung rất là khỏe. Đây là volume to nhỏ này, đây là cắt tần này. Và đây là tín hiệu vào. Tiếng đánh khá là căng. Nếu như mà bác nào mà dành cho phần nghe nhạc muốn bass sâu thì chiếc SUV này sẽ đáp ứng được cho các bác luôn. Margin USA điện 100V. Nói chung là những dòng này thì nó thiết kế khá đơn giản, gọn gàng. Tiếng thì khá là tốt. Nói chung là đánh những loa SUV này thì nó rất là tuyệt vời. Và đây cũng không phải là những con SUV dễ tìm. Bass của nó chỉ bass 20 nhưng tiếng sẽ rất là tốt. Nếu như mà anh em nghe nhạc thì sẽ chơi rất tốt phòng từ 20 đến 25 mét vuông. Thì để đảm bảo được cho quý vị là cái tiếng bass sẽ xuống rất là sâu. Nhưng mà nếu mà hát karaoke thì những con SUV này thì chỉ chơi tốt phòng từ 10 đến 15 mét vuông thôi. Tại vì sao? Vì hát karaoke thì đòi hỏi tiếng SUV phải bật lớn chứ không thể bật nhỏ như nghe nhạc được. Đấy. Thế nên anh em sử dụng những loa SUV thì nên lưu ý những dòng này. SUV KLH SV8 mức giá chỉ có 2 triệu 800 nghìn đồng. Hôm nay chỉ có duy nhất một chiếc tôi cũng không có nhiều. Sử dụng điện là 120V, hàng của Mỹ, KLH. Tiếp theo nữa thì Sơn Đình sẽ giới thiệu cho quý vị một cái cặp loa bass và một cặp tép tép còi. Thì sẽ giới thiệu cho quý vị cặp bass trước. Đây là cặp loa bass của loa Boston của Mỹ, được sản xuất từ tháng 12 từ ngày 12 tháng 3 năm 1994. Đây, dập nổi đây. Và bên trong cái màng của nó cũng có dập chữ luôn ở bên trong. Củ rất là to nhé. Bát của nó là bát 13,5, gân của nó là gân cao su, màng của nó là màng carbon rốn vải. Cái viền cạnh này anh em có thể để ý kỹ, nó đang bị bẩn. Bẩn cái này tức là ở bên ngoài nó được có một cái lớp, nó có một cái gông bảo vệ bên ngoài, nhưng do vận chuyển nó mất cái gông ấy, thì khi nó bong cái gông ra thì còn cái keo ở trong nguyên gông thôi, còn nó là gân của nó đây. Anh em sẽ nhìn thấy kỹ, gân còn nguyên zin, củ rất là to, củ vật vã luôn. Côn màng là zin tuyệt đối quý vị nhé, chứ không có chuyện là làm lại côn. Cái này thì Sơn Đình chỉ tặng cho anh em nếu như mà làm lại. Đây chiếc còn lại đấy, đều sản xuất từ ngày 12 tháng 3 năm 1994. Màng của nó bên trong có dập chữ nổi bên trong màu xanh. Cặp của bát Boston của Mỹ này thì Sơn Đình đang bán cho quý vị mức giá là 700.000. Sẽ đo đường kính cho quý vị biết về cái lỗ bát ốc của loa. Đường kính chiều ngang của nó là 10, còn lỗ chéo của nó là 14. Đấy, để quý vị biết. Đã test đều hoạt động hoàn hảo hết. Và tiếng dòng này thì rất là lực nhé, vì gân của nó là gân cao su, mà củ của nó thì rất là to. Côn của nó thì khá là khổng luôn ấy. Nhẹn dày côn to. Cặp loa bass của Boston, hàng của Mỹ, mức giá là 700.000 đồng. Còn tiếp theo ở đây thì nó có một cái cặp loa tép. Tép này nó thường gọi là tép còi. Thì Sơn Đình sẽ quay thật gần cho anh em luôn. Cặp tép còi này cũng khá là hiếm này. Của Margin Japan 500 kép. Nó có trở kháng là 6 ohm. Công suất của nó là 60W, chịu tải rất là tốt. Cái này thì các bác nếu mà muốn lắp thêm vào phần loa nghe nhạc thì phải lắp thêm một cái cặp tụ 2,2 mi để cho cái tiếng tép nó sẽ ra rất là tơi, nó cản bát mà. Đấy là cái cách thức khi mà anh em chơi với loa tép. Và đây là những loa tép xịn của Nhật chứ không phải là loa tép tàu hay những loa tép của Pioneer hàng Trung Quốc gì cả. 500 kép 2 tầng, củ rất là to. Cặp tép còi này thì Sơn Đình đang bán cho anh em mức giá là 1 triệu 500 nghìn đồng.
Cái này thì anh có thể để nằm nghiêng hoặc là để nằm ngang cũng được, nói chung là đều rất dễ để. Nhìn cái phần mặt của nó thiết kế nó văn vát, nhìn nó rất là lịch sự và sang trọng. Ở đường kính lỗ bắt vít thì gia đình sẽ đo cho anh em để anh em biết. Nếu mà đo về chiều ngang thì nó cũng là 10. Còn hai lỗ chéo của nó là 10, 12. Cặp tép còi hay tép kèn, ở đây nói chung là cũng khó để nói tép còi hay tép kèn vì anh em tự đánh giá thôi. Còn Xuân Đình thì bán thì nên là cũng không chuyên về mấy cái dòng củ loa tép hay là giết mình cả, nên là có thì anh em cứ đăng bán như vậy, còn anh em nào mà có nhu cầu mua thì sẽ biết ngay dòng này là dòng tép gì, mình hay gọi là tép còi hay tép kèn. Mức giá của nó là 1.500.000 đồng. Và như vậy là trong clip buổi trưa ngày 6 tháng 4 thì Xuân Đình chỉ giới thiệu cho quý vị một số những cái sản phẩm để quý vị phối ghép với các cái thiết bị âm thanh nhà mình. Chi tiết cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395 727 582. Tất cả những sản phẩm này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.